Xin chào các bạn, bạn biết đó, các tỷ phú thường mua những dinh thự xa hoa, nhưng Elon Musk không phải là một tỷ phú thông thường. Năm 2022, CEO của Tesla đã gây chú ý khi tiết lộ sở hữu một ngôi nhà nhỏ của Boxable, công ty chuyên sản xuất nhà lắp ghép mô-đun. Ngôi nhà có tên là Casita, rộng 361 mét vuông với giá khởi điểm khoảng 50.000 đô la Mỹ tương đương 1.2 tỷ đồng. Dù nhỏ, nhưng Casita vẫn đầy đủ tiện nghi như phòng tắm, bếp, thiết bị gia dụng và cửa sổ lớn. Boxable hiện có danh sách chờ hơn 170.000 người muốn mua Casita. Nền tảng đầu tư bất động sản Elevate Money đã hợp tác với Boxable để phát triển cộng đồng nhà ở giá rẻ sử dụng Casita, mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những ai muốn tham gia thị trường nhà lắp ghép đang phát triển này. Sự quan tâm của Elon Musk đến ngôi nhà Boxable đã thu hút sự chú ý sau khi có thông tin cho rằng ông đang sống trong một ngôi nhà nhỏ, dạng mô-đun gần cơ sở phóng của SpaceX tại Boca Chica, Texas. Boxable là một công ty sản xuất nhà lắp ghép, có thể gấp lại, được thiết kế để tiết kiệm chi phí, bền vững và dễ dàng lắp đặt trong vòng một ngày. Mô hình cụ thể mà ông được cho là đang sống có tên Casita, với diện tích 375 mét vuông và giá khoảng 50.000 đô la Mỹ, khác xa với những dinh thự sang trọng thường gắn liền với các tỷ phú. Có một số lý do khiến Musk có thể quan tâm đến lối sống tối giản này vì sao? Đơn giản và hiệu quả, Musk thường ủng hộ việc đơn giản hóa lối sống và giảm thiểu những thứ không cần thiết. Sống trong một ngôi nhà nhỏ, mô-đun có thể phù hợp với các giá trị cá nhân của ông về hiệu quả và chống lại sự vật chất hóa. Gần nơi làm việc, ngôi nhà Boxable của ông nằm gần Starbase của SpaceX tại Texas, cho phép Musk ở gần các hoạt động phát triển của công ty mà không cần phải di chuyển xa, điều này rất hiệu quả đối với một người bận rộn như ông. Sự lựa chọn mang tính biểu tượng, chọn một ngôi nhà nhỏ gọn và giá cả phải chăng cũng có thể mang tính biểu tượng, thể hiện cam kết của ông đối với các giải pháp nhà ở bền vững và sáng tạo. Thử nghiệm nguyên mẫu, Musk cũng có thể đang sử dụng Boxable Casita như một cách để thử nghiệm hoặc ủng hộ các công nghệ nhà ở lắp ghép, phù hợp với sự quan tâm của ông đến các giải pháp nhà ở giá rẻ cho các cộng đồng xây dựng nhà này trên sao hỏa không gian trong tương lai chăng? Elon Musk quyết định bán bớt phần cuối cùng trong danh mục tài sản của mình được đưa ra khi Elon Musk tiếp tục cam kết phát triển năng lượng bền vững với Tesla và thực hiện những bước tiến hướng tới cuộc sống trên sao hỏa với công ty hàng không vũ trụ SpaceX. Sau khi mua căn biệt thự ở San Francisco vào năm 2017 với giá 23,3 triệu đô la Mỹ, có vẻ như doanh nhân này sẽ sớm từ biệt dinh thự cuối cùng sau 4 năm. Boxable cũng là công ty rất thích các dự án về chinh phục vũ trụ của Elon Musk. Gần đây, startup này đã giới thiệu mô hình nhà lắp ghép có thể sử dụng trên sao hỏa và kỳ vọng sẽ được hợp tác với SpaceX để thực hiện điều này. Dù chưa rõ ông dành bao nhiêu thời gian ở đó, nhưng sự ủng hộ nhà lắp ráp của Musk đã mang lại sự chú của thế giới y lớn cho sứ mệnh chinh phục không gian và sản phẩm của Boxable và ảnh hưởng đến thị trường nhà ở lắp ghép giá rẻ. Cảm ơn bạn đã xem video.